Để phát triển du lịch, bên cạnh việc phát huy những tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cũng như các thế mạnh sẵn có thì vấn đề về con người là một yếu tố không thể thiếu. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, Sở Du lịch Hải Phòng vừa tổ chức khai giảng lớp học cập nhật kiến thức về du lịch năm 2018. Tham gia lớp học là các hướng dẫn viên du lịch tại Hải Phòng và nhiều tỉnh thành phố khác đến hạn đổi thẻ hướng dẫn viên. Các học viên được cập nhật các kiến thức du lịch mới trong nước và quốc tế, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ trong hoạt động du lịch với sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ Tổng cục Du lịch Việt Nam. Hoàn thành khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận của Sở Du lịch thành phố để đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên trong dịp này. Thực hiện mục tiêu phấn đấu phát triển du lịch có tính lâu dài và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, quận Đồ Sơn tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch tại các khu điểm du lịch trọng điểm, tăng cường quảng bá các hoạt động du lịch và các điểm vui chơi giải trí nhằm thu hút du khách trong và ngoài thành phố. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động lễ hội truyền thống hàng năm, du lịch Đồ Sơn cũng đang ngày càng phát triển theo hướng lâu dài, phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có của khu du lịch với phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đồ Sơn đang hướng du khách đến với các hoạt động du lịch quanh năm với những loại hình vui chơi giải trí phù hợp với nhu cầu của du khách. Nơi ấy có loài hoa đắp lờ mùa hè và ngày ngày thủy triều đi qua bồng bềnh nỗi nhớ. Đến với Hải Phòng những ngày tháng năm lịch sử, du khách có thể cảm nhận không khí sôi động, sự mến khách của người dân thành phố với rất nhiều hoạt động văn hóa du lịch mang đặc trưng của người dân đất cảng được tổ chức ở nhiều nơi. Dư âm về lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề Hải Phòng vươn ra biển lớn diễn ra hoành tráng, sôi động dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của người dân đất cảng. Cả thành phố ngập tràn trong sắc đỏ của phượng vĩ và cờ hoa. Phượng nở đỏ rực góc trời đã mang lại những cảm xúc khó quên cho những ai đến với thành phố cảng trong dịp đặc biệt này. Hải Phòng đã chào đón những người bạn theo cách riêng của mình như chính tính cách thân thiện và đầy nhiệt huyết của người dân thành phố. Về Hải Phòng, du khách có thể lựa chọn cho mình nhiều điểm du lịch hấp dẫn để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn với nhịp sống sôi động của thành phố cảng. Hải Phòng dường như nhộn nhịp ồn ào hơn. Với không gian của nắng, gió và những chùm phượng vĩ đỏ rực đầu mùa, không chỉ tận hưởng trọn vẹn cung bậc cảm xúc của một lễ hội hoa phượng đỏ đầy màu sắc văn hóa, mà du khách còn được trải nghiệm những hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú và đặc sắc mang dấu ấn rất Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ tháng 5 là thời điểm Hải Phòng đẹp hơn bao giờ hết, lung linh hơn bởi sắc phượng nở đỏ rực khắp trời. Tháng 5 cũng là mùa du lịch Hải Phòng khởi sắc và hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và ấn tượng. Nếu du khách có dịp đến với Hải Phòng vào tháng 5 này, chắc hẳn sẽ có cảm nhận riêng biệt về một thành phố năng động, trẻ trung và mến khách. Một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của lễ hội Hoa Phượng Đỏ thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và nhân dân thành phố cảng tới tham dự đó là triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Phòng vươn ra biển lớn. Tập hợp tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh để quảng bá hình ảnh thành phố và con người Hải Phòng. Tới triển lãm ảnh, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp cũng như sức sống của một thành phố trẻ trung năng động được thu nhỏ và tái hiện sinh động qua từng góc máy. Năm nay, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã khai thác tối đa những góc nhìn đa dạng về các dự án trọng điểm của thành phố. Vẻ đẹp của những cây cầu đã mang lại cho Hải Phòng một diện mạo mới, vóc dáng mới. Những bức ảnh ở triển lãm rất đẹp, thể hiện sức sống và con người vùng đất của Hải Phòng. Tôi cũng đã nhiều lần đi xem triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên ở mỗi nơi có những nét văn hóa khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đến xem triển lãm ở Hải Phòng. Và thật sự tôi rất thích những bức ảnh này. Trước đó, ban tổ chức đã phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề Hải Phòng vươn ra biển lớn và đã nhận được 254 tác phẩm của 37 tác giả. Phần lớn các tác phẩm đều ca ngợi thành phố và con người Hải Phòng mạnh mẽ, thân thiện và lạc quan trước khó khăn, luôn vươn lên phía trước. Những thành tựu về kinh tế văn hóa đã được các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện một cách trung thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua các tác phẩm đoạt giải và chọn treo trong triển lãm. Với cái tình yêu nhiếp ảnh, tình yêu nghề, chúng tôi đã sáng tác và cá nhân tôi cũng đã lăn lộn sáng tác
để có mong muốn có được những cái tấm ảnh đẹp nhất, không chỉ qua cái bức ảnh của tôi và tất cả những cái bức ảnh được triển lãm ngày hôm nay, muốn gửi đến toàn thể nhân dân trong thành phố cũng như trong cả nước và bạn bè quốc tế biết đến Hải Phòng, một thành phố hoa phượng đỏ, một thành phố năng động đang phát triển vươn ra biển lớn. Tạm gác những bộn bề của cuộc sống trong cái ồn ào náo nhiệt của phố xá đô thị, người ta dường như quên đi những lo toan để được hòa mình vào không gian bao la của biển cả, để được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè trên khắp cả nước, chia sẻ những đam mê trong cuộc sống để thấy yêu hơn thành phố quê hương. Tháng 5 lịch sử rực rỡ cờ hoa, phượng đỏ khắp các nẻo đường của thành phố, Hải Phòng lại hân hoan chào đón các câu lạc bộ xe cổ đến từ khắp mọi miền của đất nước về tham dự ngày hội xe cổ diễn ra tại nhà kèn giải trung tâm thành phố. 40 câu lạc bộ xe cổ trên khắp cả nước đã mang về trưng bày tại ngày hội hàng trăm chiếc xe cổ đủ loại như Vespa, Lambretta, Peugeot, Mobilet. Một vài năm gần đây, phong trào chơi xe ở Hải Phòng đã trở thành một trào lưu trong lớp trẻ. Không chỉ còn là cách chơi đơn độc, giờ đây những người chơi xe đã tập hợp nhau lại thành câu lạc bộ xe cổ Hải Phòng. Mỗi thành viên tham gia đều có một cá tính chơi riêng, song điểm chung của các thành viên chính là cùng sở thích sưu tập xe cổ. Mình thì cũng rất lâu mới quay trở lại Hải Phòng, tức là gần như năm 1 mới quay trở lại. Và Hải Phòng thì mình mỗi một lần quay lại thì đều thấy một cái sự đổi mới. Con người và cái cảnh vật giống như con đường phố thì thấy khang trang sạch sẽ hơn. Không khí thì rất là sôi động và nói chung là cảm giác rất là khó tả theo từng năm một. Những ai có mặt tại ngày hội xe cổ đều rất ấn tượng về thú chơi xe của người Hải Phòng nói riêng và những nhà sưu tập xe cổ trên cả nước nói chung. Ngày hội xe cổ là dịp duy nhất quy tụ những người chơi xe và sưu tập xe cổ ở khắp mọi miền đến với Hải Phòng để cùng chia sẻ niềm đam mê và thú vui qua cách chơi đầy tinh tế. Thì kết nối anh em chơi xe cổ toàn quốc về đây có nó vừa là cái nơi, cái điều kiện để anh em gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ đam mê với nhau. Và cái thứ hai cũng là cái dịp để cho Hải Phòng giới thiệu với bạn bè khắp cả nước về mảnh đất con người Hải Phòng. Một lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc trưng của thành phố nơi cửa biển. Không chỉ có nắng và gió và những bãi biển trải dài thơ mộng, Hải Phòng thu hút du khách bốn phương bởi vẻ đẹp rực rỡ của một loài hoa đã từ lâu trở thành biểu tượng của thành phố, đó là hoa phượng đỏ. Nhưng có lẽ điểm nhấn trong các hoạt động tháng 5 đó là đêm biểu diễn nghệ thuật Hải Phòng vươn ra biển lớn. Đến với Hải Phòng tháng 5, du khách có thể cảm nhận một không khí sôi động, sự mến khách của người dân thành phố cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú và hấp dẫn. Đặc biệt, đêm biểu diễn nghệ thuật thật sự đã để lại ấn tượng khó quên trong tâm trí của du khách khi đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ dịp tháng 5 này và cảm nhận rõ hơn, chân thực hơn vẻ đẹp tiềm ẩn với nhịp sống sôi động của thành phố đang trên đà phát triển. Hoành tráng, lung linh sắc màu là những gì được thể hiện sinh động trong chương trình biểu diễn nghệ thuật. Năm nay, đêm lễ hội tựa như một câu chuyện đưa người xem đến với vùng đất Hải Phòng từ truyền thống đến hiện đại, tới khát vọng vươn xa. Nếu như du khách nước ngoài đã từng sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, thì có lẽ mỗi mùa phượng nở lại gợi nhắc về một mùa lễ hội mang đậm dấu ấn đất và người thành phố cảng, và họ sẽ hiểu nhiều hơn về nét văn hóa đặc trưng của vùng đất nơi cửa biển. Đêm hội Hải Phòng vươn ra biển lớn năm nay có điểm khác biệt so với mọi năm. Nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật lấy ý tưởng hào khí Bạch Đằng Giang trong sắc màu phượng đỏ, tái hiện hào khí của dòng sông Bạch Đằng lịch sử, ghi dấu những trận thủy chiến của các vị vua Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Sự khác biệt ấy đã để lại ấn tượng khó quên cho những ai được hòa mình trong không khí tưng bừng sôi động của lễ hội năm nay. Tôi đã sống ở Hải Phòng và có gia đình tại đây, nhưng mỗi năm lễ hội Hoa Phượng Đỏ đều mang lại cho tôi một cảm giác mới mẻ. Văn hóa của Việt Nam có nhiều điểm khác biệt với phương Tây, đó là điều tôi vô cùng thích thú. Tôi yêu các bạn, yêu con người Hải Phòng, vô cùng thân thiện và mến khách. Hoa phượng, loài hoa giản dị thân thương đã từ lâu trở thành biểu tượng của thành phố. Loài hoa với sắc đỏ rực cháy, thể hiện nhiệt huyết, khát khao, tình yêu của người Hải Phòng, đã từng gắn bó với tuổi thơ của mỗi người, để những người con xa xứ tìm về quê hương mỗi khi phượng nở. Cũng được tái hiện sinh động trong đêm biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn Hải Phòng. Không chỉ giàu truyền thống yêu nước, Hải Phòng còn là thành phố cảng công nghiệp hiện đại, năng động, cửa ngõ ra quốc tế của nước ta.
Những năm gần đây, Hải Phòng đã tạo nên những điểm nhấn trong phát triển du lịch với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hải Phòng vươn ra biển lớn, hòa vào niềm vui hân hoan là những gì chân thành, giản dị nhất mà Hải Phòng dành tặng cho du khách trong tháng năm rực lửa của mùa phượng vĩ yêu thương. Đến Hải Phòng là để mến yêu hơn thành phố, đến Hải Phòng là để cảm nhận rõ hơn tình cảm chân thành và mến khách của người dân Hải Phòng. Một chút dư vị mặn mòi của biển, một chút nắng hòa cùng với sắc rực rỡ của phượng đỏ đã mang lại cho thành phố Hải Phòng một sự khác biệt riêng. Và Hải Phòng đã sẵn sàng chào đón du khách bốn phương. Chào thành phố tiếng xa.